Trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch Mang Đen năm 2022, huyện Cấp Lông tổ chức chương trình Cánh Lan Rừng. Chương trình bao gồm hoạt động trưng bày hoa lan tại vườn đá Mang Đen và thực hiện bảo tồn phục hồi cấy ghép khoảng 5.000 cây giống hoa lan các loại. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của huyện về bảo tồn và phát triển các giống lan rừng hiện có trên địa bàn theo hướng bền vững đồng thời phát triển thêm một số loài lan rừng phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên đa dạng về chủng loại đẹp và có giá trị từng bước xây dựng các mô hình bảo tồn và phát triển các loại lan rừng tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch sinh thái du lịch trải nghiệm tại địa phương